Tin cảnh báo dông tố lốc xét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh Long An. Hiện trạng trong 3 giờ qua, quan sát ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên các huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Thạnh Quá, Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, dùng mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa và dông cho khu vực kể trên, xu hướng còn mở rộng ra các huyện phía nam của tỉnh và dùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10 mm. Có nơi trên 20 mm, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1.